Xin chào các bạn đến với bản tin giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC trong nước ghi nhận có sự tăng giá trên hầu hết các đơn vị kinh doanh. Mức tăng dao động từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng trên một lượng, ghi nhận ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng SJC trong nước chênh lệch so với vàng thế giới lên đến 7,3 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường thế giới, vào lúc 7 giờ sáng nay theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,24% lên 1.739,7 USD trên một ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng tăng 0,31% lên 1.737,65 USD trên một ounce. Sáng nay, giá vàng SJC được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở Hà Nội chiều mua vào 55.850.000 đồng một lượng, tăng 300.000 đồng; chiều bán ra 56.250.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng; chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết ở chiều mua vào là 55.700.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng; chiều bán ra 56.200.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng; chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng, niêm yết ở chiều mua vào là 55.750.000 đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng; chiều bán ra 56.300.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng; chênh lệch mua với bán 550.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm nêu trên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội chiều mua vào là 55.900.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng; chiều bán ra 56.320.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng; chênh lệch mua với bán 420.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết ở chiều mua vào là 55.900.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng; chiều bán ra 56.300.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng; chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng, niêm yết ở chiều mua vào là 55.900.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng; chiều bán ra 56.320.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng; chênh lệch mua với bán 420.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC của PNG niêm yết ở chiều mua vào 55.800.000 đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng; chiều bán ra 56.300.000 đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng; chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC Phú Quý niêm yết ở chiều mua vào 55.850.000 đồng một lượng, chiều bán ra 56.300.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, chênh lệch mua với bán 450.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn xem giá vàng của các tổ chức ngân hàng lớn. Vàng tại Vietinbank Gold mua vào 55.850.000 đồng một lượng, bán ra 56.270.000 đồng một lượng. Vàng tại Maritimebank mua vào 55.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Vàng tại SCB mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.900.000 đồng một lượng. Và giá vàng tại Sacombank mua vào 51.000.000 đồng một lượng, bán ra 59.990.000 đồng một lượng. Phần cuối của bản tin như thường lệ là thông tin thị trường vàng thế giới và tỷ giá tiền tệ của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở mức 1.742,4 USD trên một ounce ở chiều mua vào và 1.742,7 USD trên một ounce ở chiều bán ra. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao tháng 4 giảm 46,6 USD, hay là tương đương 2,6% xuống 1.735 USD trên một ounce. Với mức giá này, vàng thế giới quy đổi sang Việt Nam đồng đã tính thuế và phí gia công đang ở mức khoảng 48,87 triệu đồng trên một lượng. Và chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên hơn 7,3 triệu đồng một lượng, mức cao nhất chưa từng thấy. Trong tuần qua, giá vàng đã giảm 2,7% và giảm 6,6% trong tháng 2, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2016. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, vàng đã giảm khoảng 6% sau khi ghi nhận một năm 2020 tăng mạnh nhất trong thập kỷ vừa qua. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu liên tục giảm mức 1,4% kể từ tháng 2 năm 2020. Xu hướng tăng lãi suất trái phiếu tác động xấu đến sức hấp dẫn của vàng, vốn được xem như một biện pháp phòng ngừa lạm phát vì nó làm tăng chi phí cơ hội cho những người nắm giữ vàng. Theo phần lớn các chuyên gia phân tích của Wall Street cùng quan điểm, vàng sẽ giảm. Theo đó, có 61,5% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Chỉ có 3 nhà phân tích khác tương đương 23% kỳ vọng kim loại quý sẽ tăng. Và 2 người còn lại tương đương 15,5% nghĩ rằng giá vàng sẽ đi ngang. Còn theo khảo sát trên Mantrix, có 52,5% dự báo vàng sẽ tăng giá trong tuần này. 223 người khác tương đương 33,3%
nhận định giá vàng sẽ giảm và 95 phiếu còn lại tương đương 4,2% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang. Đây là tuần có số người tham gia dự đoán ít nhất trong gần một năm qua. Quay lại trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 1 tháng 3 năm 2021. 1 USD bằng 23.145 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của một số đồng ngoại tệ khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết hôm nay. Mời các bạn tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bảng giá vàng ở trong nước được cập nhật vào lúc 9 giờ sáng hôm nay và một số thông tin thị trường vàng thế giới cũng như tỷ giá tiền tệ do kênh Netmedia CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.